Ninh Khánh là phường cửa ngõ phía bắc của thành phố Ninh Bình, có diện tích tự nhiên 536,81 ha, dân số hơn 13.000 người. Đảng bộ phường có 1.034 đảng viên, sinh hoạt tại 24 chi bộ. Xác định xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ trọng tâm. Trong năm 2023, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường đã nỗ lực đoàn kết, chung sức đồng lòng, xây dựng phường Ninh Khánh ngày càng văn minh, giàu đẹp. Kinh tế tiếp tục có bước phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh quân sự được tăng cường, cơ sở hạ tầng, cảnh quan đô thị, đường phố được nâng cấp phong quang, sạch đẹp. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cơ bản hoàn thành. Những kết quả đạt được trong năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành của chính quyền địa phương. Trên cơ sở lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, trong năm 2023, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, toàn diện trên các lĩnh vực, tập trung chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng mô hình công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Tập trung quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 23 ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Chỉ thị 16 ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình về tăng cường công tác quản lý đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường, tiếp tục chỉ đạo thực hiện và sơ kết thực hiện các nội dung của mô hình sáng sạch bình an. Xây dựng kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Quan tâm chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường tập trung thực hiện công tác thu ngân sách, phát triển văn hóa xã hội, quản lý đất đai, đảm bảo trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức triển khai cho đảng viên ký cam kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chủ đề công tác năm 2023. Kết quả 100% đảng viên đang công tác và sinh hoạt Đảng đều có bản cam kết và đăng ký thực hiện. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện quyết định 128 của Bộ Chính trị khóa 11 ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng kết việc thực hiện kết luận 82 của Bộ Chính trị về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Tổ chức quán triệt triển khai các văn bản về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Ninh Bình giai đoạn 2023-2025, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hàng tháng Đảng ủy phường đã xây dựng và đề ra nghị quyết chỉ đạo các mặt công tác trong tháng, trọng tâm vào những vấn đề khó tồn tại, những vấn đề mà nhân dân quan tâm, duy trì tốt việc giao ban triển khai nghị quyết của Đảng ủy, chính quyền với các ngành, đoàn thể, chi bộ, tổ dân phố, tổ chức sinh hoạt dưới chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, đã kịp thời tuyên dương, động viên các chi bộ có thành tích nổi bật trong tháng trong năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ phường. Đảng ủy đã phát động các chi bộ, các cơ quan, đơn vị trực thuộc phường đăng ký thực hiện các công trình, việc làm để chào mừng. Đồng thời tổ chức đối thoại trực tiếp giữa thường trực Đảng ủy phường với đại diện nhân dân về đảm bảo an ninh trật tự đô thị, an toàn giao thông, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường. Qua dự hội nghị đối thoại thì tôi thấy đã phát huy được tính dân chủ thẳng thắn của cử tri. Các đồng chí lãnh đạo đã trực tiếp ngồi dự, lắng nghe và giải đáp những thỏa mãn, những câu hỏi, kiến nghị cũng như là những băn khoăn của người dân có liên quan đến vấn đề trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.
giúp cho người dân ngày càng hiểu rõ hơn, đúng hơn về các quy định của pháp luật đối với vấn đề trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, và làm cho người dân ngày càng có ý thức hơn, cộng đồng hơn, trách nhiệm hơn, đoàn kết hơn trong việc bảo vệ môi trường, để làm cho môi trường ngày càng sáng, xanh, sạch và văn minh. Trên cơ sở những ý kiến thắc mắc của người dân, những kiến nghị của người dân thì các đồng chí lãnh đạo cũng đã thẳng thắn đánh giá, rút ra được những cái hạn chế, những tồn tại để đề ra được những giải pháp đúng đắn, hiệu quả hơn để triển khai đối với người dân, và người dân chúng tôi rất tin tưởng và phấn khởi. Công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng cũng được Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thực hiện nghiêm túc. Trong năm đã thực hiện 6 cuộc kiểm tra, 2 cuộc giám sát, chỉ đạo hướng dẫn chi bộ tiến hành kiểm điểm và kỷ luật 3 đảng viên. Trong đó, kỷ luật cảnh cáo 1 đảng viên, kỷ luật khiển trách 2 đảng viên vi phạm về chính sách dân số. Đề nghị Ủy ban kiểm tra Thành ủy khai trừ 1 đảng viên do vi phạm pháp luật. Thông qua công tác kiểm tra giám sát đã kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa vi phạm, khuyết điểm của cán bộ đảng viên, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Khối dân vận Đảng ủy phường tham gia tích cực công tác vận động thành công các hộ còn lại, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, làm kênh kết hợp đường Vạn Hạnh, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng trụ sở Giáo hội Phật giáo tỉnh, dự án đường Đinh Tiên Hoàng kéo dài. Các đoàn thể, các chi bộ xây dựng kế hoạch về triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2023, giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thực chất, trọng tâm là trách nhiệm của người đứng đầu, gắn với việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy Ninh Bình về công tác tổ chức cán bộ, tổ chức đảng và đảng viên, trong năm 2023, Đảng ủy phường còn thực hiện nghiêm túc quy trình rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ theo kế hoạch 62 ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Thành ủy Ninh Bình. Tổ chức kết nạp được 13 đảng viên mới đạt 100% kế hoạch, chuyển đảng chính thức cho 7 đảng viên, đề nghị tặng huy hiệu đảng cho 85 đảng viên. Chỉ đạo thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự, tổ chức thành công Đại hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ đạo kiện toàn cán bộ Đoàn Thanh niên phường nhiệm kỳ 2022-2027, Công đoàn cơ sở phường tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, Mặt trận Tổ quốc xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029. Thực hiện tốt công tác đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2023, kết quả 4 trên 24 chi bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 20 trên 24 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 865 đảng viên được đánh giá xếp loại, trong đó 133 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 623 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 106 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, 3 đồng chí vi phạm kỷ luật không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng ủy khen thưởng 4 chi bộ và 69 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023. Song song với việc lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, quy ước của tổ dân phố, thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng ủy phường đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung mô hình sáng sạch bình an. Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy phường Ninh Khánh về thực hiện mô hình sáng sạch bình an thì ngay từ đầu cấp ủy chi bộ chúng tôi đã triển khai trong cấp ủy và đưa ra tới từng đảng viên để vận động các đồng chí đảng viên gương mẫu thực hiện trước, sau đó đưa ra ban công tác mặt trận để vận động các chi hội cùng các hội viên để thực hiện. Và sau một thời gian vận động thì chúng tôi thấy được rằng là được nhân dân ủng hộ, vì đây là một mô hình rất là thiết thực. Sau 2 tuần thực hiện cái mô hình sáng thì chúng tôi đã có một kết quả rất là khả quan, tức là đầu tiên chưa thực hiện mô hình thì chúng tôi mới có 9 bóng điện cao áp trên toàn địa bàn phố, nhưng sau 2 tuần thì chúng tôi đã có 56 bóng điện cao áp trên địa bàn phố với tổng kinh phí 168 triệu đồng vận động xã hội hóa trong nhân dân. Và đến giờ phút này thì chúng tôi đã có 61 bóng điện cao áp được mắc tới toàn thể các ngõ ngách trên địa bàn phố với tổng kinh phí 183 triệu đồng. Đồng khởi cùng với nội dung sáng thì chúng tôi vận động luôn nội dung sạch và bình an. Nội dung sạch thì đến giờ phút này chúng tôi đã có được 25 thùng rác to
tổng kinh phí là 5 triệu đồng với 192 thùng sơn có nắp đậy với tổng kinh phí là 1.920.000 đồng. Và chúng tôi cũng vận động nhân dân trong toàn địa bàn khu dân cư mắc camera, thì ngay từ đầu chỉ có 43 mắt camera được mắc trên toàn tuyến phố, nhưng đến nay thì chúng tôi đã có 218 mắt camera được mắc trên toàn tuyến phố và có 81 mắt camera được mắc hướng chiếu ra đường với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng. Để thực hiện được nội dung của mô hình sáng sạch bình an, đến nay trên toàn địa bàn phố chúng tôi đã vận động được 625 triệu đồng. Đấy là một thành tích cũng như là một kết quả không nhỏ đối với khu dân cư của chúng tôi. Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ phường Ninh Khánh năm 2023, chi bộ, tổ dân phố, ban công tác mặt trận phố Khánh Minh đã tổ chức thực hiện hết sức nghiêm túc, và đến nay chúng tôi đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu mà Đảng bộ phường Ninh Khánh giao cho phố Khánh Minh. Cụ thể về chỉ tiêu thu thuế đất phi nông nghiệp năm 2023, chúng tôi đã thu trên 600 triệu số tiền thuế, và so với năm ngoái chúng tôi đã thu vượt hơn 30 triệu. Các công tác như an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đều đảm bảo thực hiện tốt, đặc biệt là vấn đề triển khai phong trào sáng sạch bình an của phường Ninh Khánh. Trong năm qua, tổ dân phố đã triển khai đến toàn thể nhân dân và kết quả đạt được. Đến nay chúng tôi đã có 15 gia đình tự tổ chức láng chặt vỉa hè với số tiền là gần 100 triệu đồng. Tất cả các bãi rác ở khu vực xung quanh phố chúng tôi đã tổ chức nhân dân dọn dẹp, và hàng ngày tuần đều tổ chức dọn dẹp. Đến nay cơ bản phố Khánh Minh là một trong những phố đã đảm bảo được các tiêu chuẩn về mặt vệ sinh môi trường. Đối với các ngõ ngách thì hiện nay 100% các đường ngõ ngách của tổ dân phố đều đã được thắp sáng. Chúng tôi đã đầu tư trên 60 triệu đồng để lắp đặt các cái hệ thống ánh sáng của các ngõ ngách và xung quanh nhà văn hóa. Nhà văn hóa năm nay đã được trang bị 4 điều hòa Panasonic với số tiền 83 triệu đồng, một màn hình LED 58 triệu đồng, làm Jido 6 triệu đồng, và tổ chức cho các em thiếu niên nhi đồng ở sân bóng đá cũng như là có một cột bóng rổ và cầu lông để hàng ngày tạo sân chơi vui vẻ cho các cháu thiếu niên nhi đồng của khu phố cũng như các phố bên cạnh. Song song với đó, trong năm 2023, Đảng ủy phường đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn thể chính trị xã hội triển khai kế hoạch nhân rộng và chỉ đạo các ban công tác mặt trận thực hiện mô hình khu dân cư thực hiện tang lễ văn minh tiến bộ, vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, triển khai thực hiện kế hoạch vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội năm 2023. Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở khu dân cư, công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, công tác giải phóng mặt bằng, các dự án, tích cực tổ chức lực lượng đoàn viên, hội viên tham gia đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện chỉ thị 16 của Thành ủy Ninh Bình, các đoàn thể tổ chức phối hợp trồng cây xanh trên một số tuyến đường, tiếp tục phát động thực hiện mô hình thùng rác có nắp đậy, đẩy mạnh thực hiện mô hình nhà sạch đường đẹp, thành lập tổ hội, tổ hợp nghề nghiệp, dịch vụ sửa chữa xe máy, vận động các tình nguyện viên hiến 74/65 đơn vị máu, vượt 113,84% chỉ tiêu kế hoạch, thăm tặng 33 suất quà trị giá 9.900.000 đồng cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong tháng nhân đạo. Để thực hiện tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành Đảng bộ phường, hội phụ nữ xây dựng kế hoạch và họp ban chấp hành chỉ đạo các chị trong ban chấp hành tổ chức thực hiện triển khai đối với toàn thể hội viên và nhân dân trên địa bàn phường thực hiện tốt một số cái mô hình như mô hình nào có ba sạch, mô hình nào không ba sạch và mô hình thu gom phế liệu gây quỹ. Thì đối với hội phụ nữ phường Ninh Khánh sau khi triển khai thì đồng đoàn các hội viên đều đồng tình hưởng ứng và ủng hộ, đều đạt được hiệu quả cao. Trong năm thì hội phụ nữ phường cũng được đối đánh giá là tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng bằng khen của Trung ương hội. Về thực hiện các mô hình ngoài các mô hình của tổ chức hội thì chúng tôi xây dựng một số các mô hình đảm bảo về công tác môi trường xanh, như là xây dựng hai cái mô hình tuyến đường cây và đã vận động trồng được trên 80 cây xanh với hàng trăm ngày công của hội viên phụ nữ đều tham gia thực hiện. Còn ngoài ra thì đối với mô hình sáng sạch bình an và ban chấp hành Đảng bộ phường chỉ đạo thì đối với hội phụ nữ chúng tôi đã tuyên truyền hội viên và nhân dân tự giác thu gom những cái đường không lấn chiếm lòng đường vỉa hè cũng như là hàng rào để trả lại mặt
nhà nước để làm cho công tác an toàn giao thông cũng như trật tự đô thị vệ sinh môi trường của địa bàn phường. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cơ sở hạ tầng của phường Ninh Khánh chúng tôi ngày càng khang trang, xanh và sạch đẹp. Nhân dân chúng tôi rất phấn khởi, dọn vệ sinh hàng tuần và hàng tháng để cho đường phố sáng, xanh và sạch đẹp. Để tiếp tục xây dựng bộ máy chính quyền vững mạnh, Đảng ủy phường đã chỉ đạo Hội đồng Nhân dân phường đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tại hai kỳ họp thường kỳ, tăng cường hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân phường theo quy chế, xây dựng ban hành nghị quyết của các kỳ họp, đảm bảo chất lượng, sát với tình hình nhiệm vụ của địa phương, đổi mới công tác tiếp xúc cử tri theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều hành phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cán bộ công chức, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ công chức được giao, thực hiện tốt việc duy trì nề nếp chế độ làm việc, đánh giá công chức hàng tháng theo quy định, kịp thời chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc của cán bộ công chức trong việc tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, ra soát thực hiện kế hoạch chuyển đổi số. Cùng với việc tập trung cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa bàn thì trong năm ủy ban phường cũng tập trung lãnh đạo chỉ đạo cho công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử theo kế hoạch chuyển đổi số, đặc biệt là bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ mà kế hoạch chuyển đổi số của thành phố đã đề ra trong năm 2023. Trong đó ủy ban phường cũng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để phục vụ cho cán bộ và nhân dân đến thực hiện các thủ tục hành chính đối với đơn vị được nhanh và tiện lợi theo yêu cầu nhiệm vụ của kế hoạch của trên đã đề ra trong năm 2023. Do có sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy phường trên các mặt công tác, trong năm 2023, kinh tế trên địa bàn phường tiếp tục phát triển. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 34 tỷ 299 triệu đồng trên 21 tỷ 705 triệu đồng, bằng 158,02% kế hoạch giao. Trong đó, thu trên địa bàn đạt 21 tỷ 937 triệu đồng trên 18 tỷ 907 triệu đồng, bằng 116,03%. Thu thường xuyên đạt 13 tỷ 537 triệu đồng trên 18 tỷ 907 triệu đồng, đạt 71,6% kế hoạch, đảm bảo chi thường xuyên, chi phục vụ các nhiệm vụ chính trị của phường. Công tác đầu tư cơ sở hạ tầng được quan tâm, năm 2023 triển khai thực hiện 9 công trình: cải tạo xây dựng đường, hệ thống thoát nước, cải tạo nâng cấp vỉa hè, lát đá, trải thảm nhựa bê tông trên một số tuyến đường, bố trí xây dựng bãi tập kết trung chuyển rác sinh hoạt tạm thời tại khu Mỏm Bạc, phố Bình Khang, cải tạo lắp đặt thiết bị hội trường Ủy ban Nhân dân phường, sửa chữa trường mầm non Ninh Khánh, sửa chữa nhà văn hóa Khánh Tân. Có sự lãnh đạo của Đảng bộ phường và chính quyền địa phương, tôi nhận thấy rất phấn khởi, thấy rằng khu phố chúng tôi luôn khang trang, sạch đẹp và có nhiều đổi mới, đường thông hè thoáng, là những người dân chúng tôi rất phấn khởi. Đời sống nhân dân được nâng cao rất nhiều so với trước. Các con cháu thì có trường học khang trang, nhân dân thì có nhà văn hóa để sinh hoạt, đường phố vỉa hè, đường lát, gạch đá khang trang sạch đẹp, an ninh được đảm bảo, đời sống nhân dân được bình an hạnh phúc. Phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trên địa bàn phường ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tại 16 tổ dân phố đều có các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao hoạt động có hiệu quả. Các đội tuyển tham gia các hội thi, các môn thi đấu thể thao do thành phố tổ chức đều đạt kết quả cao. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Năm 2023, toàn phường có 97,5% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 16 trên 16 tổ dân phố được công nhận là tổ dân phố văn hóa, 100% cơ quan đơn vị giữ vững cơ quan đơn vị văn hóa. Trong năm, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc phường quan tâm thực hiện tốt chính sách xã hội, tổ chức đoàn thăm hỏi tặng chuyển 1.689 suất quà trị giá 596,6 triệu đồng, quà của Trung ương, của tỉnh, thành phố đến 310 đối tượng người có công,
27 hộ nghèo, 73 hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn phường trong dịp Tết Nguyên đán, tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 292 người cao tuổi với số tiền 101 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 301 đối tượng chính sách, người có công, trong đó quà trung ương, tỉnh, thành phố là 275,8 triệu đồng, quà của phường là 60,2 triệu đồng. Khảo sát đề nghị hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho 2 hộ chính sách, 1 hộ nghèo, 2 hộ khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền 220 triệu đồng. Gia đình tôi là gia đình chính sách, được Đảng, Nhà nước quan tâm giúp đỡ, cho tôi một cái số tiền để xây cái nhà tình nghĩa. Thay mặt gia đình, xin chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến gia đình tôi. Thì gia đình tôi được Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến chúng tôi, mà đã làm cho chúng tôi được dàn cửa dàn nhà đến nay, là chúng tôi phấn khởi lắm. Công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, chính sách xã hội tiếp tục được quan tâm, duy trì thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Trong năm 2023, trạm y tế phường đã tổ chức khám chữa bệnh cho 1.893 lượt người, tổ chức cho 504 cháu uống vitamin A, tiêm chủng mở rộng cho 911 lượt trẻ nhỏ, tiếp tục tổ chức thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 trong tình hình mới. Các nhà trường duy trì thực hiện tốt kế hoạch công tác dạy và học năm học 2022-2023, tổ chức xét duyệt hoàn thành chương trình cho trẻ 5 tuổi, xét hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5, xét tốt nghiệp cho khối lớp 9, tổng kết năm học 2022-2023. Các nhà trường tham gia các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố đều đạt giải cao, tổ chức khai giảng năm học mới, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy và học và học kỳ 1 năm học 2023-2024. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, tiếp nhận giải quyết 340 hồ sơ thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực đất đai. Thực hiện chỉ thị số 16 ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy, công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Các tổ chức đoàn thể, các cấp ủy tổ dân phố đã tích cực tham gia, các ngành, đơn vị chức năng đã tổ chức ra quân hướng dẫn, nhắc nhở và tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về kinh doanh bán hàng, lấn chiếm lòng đường vỉa hè, các tuyến đường trục chính và xung quanh khu vực chợ Đình Cam Giá. Phối hợp với đội cảnh sát trật tự công an thành phố để kiểm tra xử phạt phương tiện ô tô đậu đỗ trên vỉa hè, lòng đường không đúng quy định trên các tuyến đường trục chính của phường. Thường xuyên tổ chức huy động lực lượng, phương tiện tham gia thu dọn rác thải trên các tuyến đường, chỉ đạo đôn đốc các tổ dân phố huy động nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường tại các điểm, khu vực công cộng, tham gia hưởng ứng phong trào Ngày thứ Bảy sạch vì cộng đồng và duy trì thực hiện hiệu quả mô hình sáng sạch Bình An do phường phát động. Song song với việc thực hiện chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch số 132 của Thành ủy Ninh Bình về tăng cường quản lý đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, xây dựng và vệ sinh môi trường trên địa bàn, phường Ninh Khánh tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả mô hình sáng, sạch và bình an. Sau gần 2 năm thực hiện mô hình với nhiều các biện pháp đồng bộ, đặc biệt là tăng cường huy động sức mạnh nội lực của nhân dân, thì đến nay toàn phường cũng đã huy động được trên 6 tỷ đồng. Trong đó năm 2023 thì vận động các hộ dân lắp đặt trên 200 mắt camera an ninh quay ra các tuyến đường phố trong khu dân cư, nâng tổng số mắt camera an ninh trên địa bàn lên đến nay là gần 1.500 mắt camera an ninh, lắp đặt thêm bổ sung 615 bóng điện có áp chiếu sáng, đảm bảo chiếu sáng trên 90% các tuyến đường ngõ ngách trên địa bàn phường có điện chiếu sáng, và đặc biệt là vận động huy động nguồn lực của nhân dân để lát và láng chạc trên 15.000 mét vuông vỉa hè và trải thảm nhựa áp phan, đổ bê tông lòng đường ngõ phố, cũng đã góp phần đảm bảo cho bộ mặt mỹ quan đô thị, đặc biệt là công tác trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Thường xuyên rà soát thực hiện các chỉ tiêu xây dựng mô hình công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị,
cơ bản hoàn thành việc rà soát, xây dựng, ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại các tổ dân phố, phối hợp tổ chức làm căn cước công dân gắn chip, kích hoạt mã định danh điện tử mức độ 1 và 2, tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức giao quân năm 2023 đảm bảo chỉ tiêu được giao 8 trên 8 thanh niên, tổ chức lực lượng tham gia các hội thi đợt huấn luyện đạt thành tích cao, tăng cường tổ chức huấn luyện dân quân binh chủng và dân quân cơ động nâng cao năm 2023, ra soát quản lý tốt nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2024. Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2024 đã được xác định, để triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tiếp tục xây dựng Đảng bộ phường đạt trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Ngoài các nhiệm vụ giải pháp đã được nêu trong báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, chúng ta cần phải tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Thứ nhất là tiếp tục xây dựng sự đoàn kết thống nhất cao và huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong phường. Với quyết tâm chính trị cao nhất, khắc phục mọi khó khăn thử thách, thông qua các phong trào thi đua nước để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đạt được kết quả cao nhất. Thứ hai là với phương châm lãnh đạo, chỉ đạo phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả. Vì vậy tôi đề nghị cấp ủy các chi bộ, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan đơn vị cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo công việc một cách sâu sát, cụ thể, phải phân công giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên một cách rõ ràng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, giám sát chặt chẽ mọi công việc đã được giao. Thứ ba là mỗi cơ quan đơn vị, mỗi tổ dân phố phải chú trọng xây dựng được những mô hình, công trình, việc làm có ý nghĩa thiết thực, đem lại lợi ích cho cộng đồng dân cư, được đông đảo nhân dân đồng thuận tham gia. Thứ tư là làm tốt công tác tuyên truyền về những thành tích, kết quả, những giá trị tinh thần mà cán bộ, đảng viên, nhân dân trong phường đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nhiều năm qua. Tuyên truyền động viên để mọi tầng lớp nhân dân trong phường tự hào về những thành tích, kết quả đã đạt được, để từ đó nhận thức rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi công dân, cán bộ, đảng viên phải nỗ lực phấn đấu để có những đóng góp xứng đáng xây dựng phường Ninh Khánh ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, thời gian tới, Đảng ủy phường sẽ tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trên nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện và khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, chú trọng phát triển kinh tế hộ gia đình, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng cường chỉnh trang đô thị, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tăng cường công tác quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền địa phương, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.